không? Có đồ xe bỏ nha. Bỏ bớt vô nhẹ. Ok, 1. Để cho dăng nó cười. 3. Số 4. Số 4, số 1. Số 2. Chơi bỏ bùi lên cho nó lắc. Nhưng mà bây giờ vẫn là chủ bánh 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 xe này. Lâm bồ yếu quá. Bên số 3 kìa. Lấy màu đỏ đi. Bên số 3, bên số 4. Thôi, phan tí. Bên số 4. Bên số 4. Lốp. Từ từ để chụp. Không đang quay á, cứ chờ đi. Đang quay luôn á. Quay rồi. 1 2 3. Vô. Yeah. 4 2 1 3. 4 2 hả? Đề nghị đường thứ 3 lên xe. Đường thứ 3 nhắc lần thứ nhất. Thứ 2 là sao xe này quen vậy? Qua hai xe này con Ben hả? Làm bất nhiều chuyện đó rồi. Lấy ta để lên. Chưa? Chưa? 1 2 3. Con nhấn cho đường thứ 3 rồi. Nhấn đèn luôn rồi. Nhấn từ lại lại lại. Đừng có chậm lại. Hay quá. Wow, đối thủ mới Cadillac rồi để mua cái gì. Đối thủ mới đã xuất hiện. 2 4 1 3. Thôi bình thường. Mà chuyện này đừng có nói sao. Ủa con kia hết wheel rồi hay gì vậy? Lần rồi đó. Wheel đó, nguyên cái lốp. 2 3. Đó. Con dài 2 3. Lắc bay như gió. Của em á, của em 1 4. Lắc của em. Lấy chỗ bà lại. Vậy lắc của tao ghim ra. Lấy chân tao ghim ra. Đảm bảo mày thắng 2 vòng còn lại luôn. Hô hay chi vậy? Lấy bà này tiếp luôn hả? Lấy đảm bảo luôn. Ê, đi lộn ai này kìa. Rồi, tiếp. Tiếp luôn. Lắc luôn. 3 Biết lắc thắng tiếp à. Dữ quá. Anh nó dài á. Biết lắc nó bự quá, nó tuột mau ghê. Cái này nó lăn chứ. Ba da chạy hết nổi rồi. Ba da già rồi. Ba da mà phải để ra cái len ngoài cùng á thì mới vô. Không có đổi xe, mình chơi với tô cũng cắt tô. Đó vậy nè. Ba da cũng vậy mà bây giờ Cadillac cũng vậy, để vô hai len giữa là không có đội nào thắng nổi đó. Sắt trục sắt luôn á. Hết chơi nè. Mấy chiếc nữa này nè. Nằm dưới hành là bằng đó. Cũng vậy à. Thắng rồi, thắng rồi. Rồi chiếc này nè. Không còn nhớ được sắp chạy cực kỳ nhanh còn nặng nữa chứ. 2 1 3 4 giống vậy nè. Tại nãy thua mà. Trời ơi, đổi một chiếc xe đó. 40.000. 78 chiếc xe làm sao vậy? Vô. Thôi cho nó khỏi nó chạy. 2 2 3. Rồi biết sao. Biết sao lên ngoài. Biết chân chụp hình mà. 1. Con lấy kem xe liền. 2. Thằng đó cũng tên Thịnh nữa. Ba. Anh kia bỏ tay, nó bỏ tay, nó không ai thua. Lại biết tờ. Ờ biết tờ vô. Ba anh Thịnh. Lại. Tay bự quá. Đề nghị đổi cái người bấm nha. Đúng rồi, đổi người bấm nha. Nhỏ thôi. Tay nhỏ nhỏ. Đó, đề nghị lội cái người bấm ra. Không cho bấm nữa. Đúng rồi, đừng cho bấm. Rồi vô. 1 2 3. Nhất đi biết lát có còn bốn này chưa có đúng không? Có rồi mà hắn đèn rồi. Không. Bốn mươi này chưa có đúng không? Có rồi. Cái lắc đó, cái lắc đi rồi. Ở đâu? Tiếp đi. Rồi trong đây con cùng màu. Đó, bởi vậy đề cam là. Hãy để một con đen mòn có liên 4 là thấy rồi. Gì vậy? Liên 4 là không sao đâu. Để đi nguyên đi. Nhớ số 2 3. Chúng ta làm gì có con bắn răng vô. Làm gì? Cái cổ nó bắn cái này bắn hơn. Đúng quý bắn tôi. Nó bắn cái kìa tới. Nó bắn cái ông bắn. 2 2 3. Bắn không? Là xe mới nha, nó nặng hơn á. Đúng rồi, xe nào là xe cũ nó mòn rồi nó nhẹ hơn đúng rồi. Đúng hẳn rồi, thua rồi. 500 chiếc được mà 50 chiếc mình nhòi đi cung. Bà già tiếp. Rồi. 2 3. 3
số 2 là đất bay như gió. Của em á, của em 1-4. Chứ này của em. Lấy chân thật ra. Đảm bảo thắng 2 vòng còn lại luôn. Lấy bà này tiếp luôn hả? Ai đảm bảo luôn. Ê, chỉ lộn ai này kìa. Rồi, tiếp. Tiếp luôn. Tiếp luôn. 3. Biết lắc nó bự quá, nó tuột màu ghê. Cái này nó lăn chứ mà chạy ba ba da chạy hết nổi rồi. Ba da già thôi. Ba da mà phải để ra cái len ngoài cùng á thì mới vô. Không có đổi xe, mình chơi với tô cũng cắt tô. Đó vậy anh ơi. Bay bay da cũng vậy mà bây giờ cái đi lắc cũng vậy, để vô hai len giữa là không có đội nào thắng nổi đó. Sắt trục sắt luôn á. Sắt trục sắt mấy chiếc cỡ này nè. Cũng vậy à. Thắng một lần.